Mình thì không có biết nấu trà sữa như các bạn, cho nên bây giờ mình sẽ lên mạng tìm hiểu cách nấu trà sữa trân châu nha. Nguyên liệu đầu tiên cần có là trà. Mình sẽ dùng trà Tân Cương đi, trà xanh Tân Cương. Nhưng mà sữa đặc thì mình chưa có mua. Còn bột kem béo thì chỗ mình không có bán, cho nên mình sẽ thay thế bằng sữa tươi nha. Mình sẽ thay thế bột kem béo bằng sữa tươi. Còn trân châu thì mình sẽ làm từ bột mì tinh nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi mua nguyên liệu nha. Mình vừa mua nguyên liệu về. Đây là sữa tươi, đây là sữa ngôi sao, và đây là bột mì tinh. Vậy là đủ nguyên liệu rồi. Bây giờ mình bắt đầu làm nha. Bây giờ mình sẽ cho một ít nước vô để nấu trà trước nha mọi người. Đây là bước 1. Nước sôi sôi như vậy mình cho trà vô luôn nha mọi người. Trà này cũng hơi đắng rồi nha. Bước tiếp theo là mình sẽ đậy tủ lại chờ một chút nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi làm trân châu. Mình sẽ lấy bột mì tinh để làm trân châu nha mọi người. Giờ mình cho bột mì tinh vô nha. Làm nhiều trân châu một chút cho nó ngon nha mọi người. Ok, làm nửa bọc thôi. Mình sẽ nhồi bột với nước ấm nha các bạn, với lần ít ít thôi mới nhồi được. Mình cứ xắt dày rồi mình xắt vuông vuông ra thôi mọi người. Mình có nắng, mình nắng nó cứ bị vỡ ra nên mình cứ xắt xắt vậy thôi. Mình bỏ bịch sữa tươi vô trước nha mọi người. Ở đây không có bán kem béo mọi người ơi, ở quê mình không có bán kem béo, tại vì ít ai dùng lắm cho nên người ta không có bán. Với sữa tươi vô đỡ nha. Uống được không vậy trời. Giờ mình chế sữa vô nha mọi người. Bởi vậy uống trà sữa mà không mập cũng ổn mọi người. Cái gì mà đường sữa tùm lum mà uống vô không biết
không biết là có bị tiểu đường không ấy. Theo tiếp theo là bỏ đường vô nha mọi người. Bỏ sữa chủ yếu vô là béo thôi, chứ làm sao mà đủ độ ngọt. Bỏ đường vô cho nó ngọt. Mình bỏ trân châu vô luôn nha mọi người. Bất ngờ ghê các bạn. Bỏ vô cái nó bấy ra hết trơn rồi. Ngộ vậy. Ngộ gì ta. Bỏ vô cái nó bấy ra mọi người. Hảo thiệt chứ. Thôi kệ nha, mình chế hết vô luôn nha. Trân châu làm khó mọi người ơi. Trời ơi, không biết có ra trân châu không nữa. Kỳ vậy. Cái này mà trân châu hả trời ơi. Wow, không nghĩ đây là trân châu luôn các bạn. Công cắt nãy giờ đã đời chế vô nó đóng cục lại trơn. Bây giờ mình sẽ đổ trân châu vô cái đá lạnh này nha mọi người. Mình cũng biết đổ vô chi nữa. Người ta chỉ vậy thì mình làm vậy thôi. Wow, cái nồi khét luôn rồi các bạn ơi. Xong mình rồi. Thế nào cũng bị chửi rồi. Quá thiệt chứ. Đúng là không làm đầu bếp được các bạn. Mình cũng không có ước mơ làm đầu bếp. Wow, nè. Các bạn coi nồi khét nè. Rồi lúc này là, giờ là đỡ hơn lúc đầu ấy. Lúc đầu mình nắng trân châu kiểu mình không biết chế nước nóng vô là bột mì tinh nó đông lại luôn. Cứ chế thôi chứ không có khái niệm là chế nước vô thì nó bị đông lại luôn. Giờ mình còn biết chút chút đó. Giờ mình ướp đường vô nha các bạn. Bước tiếp theo là ướp đường. Trên mạng chỉ vậy nha, mình không biết chỉ sao mình làm vậy à. Còn thành công hay không là chuyện khác. Bây giờ mình sẽ múc ra làm 2 ly cho cha mình 1 ly, còn mẹ mình thì không có nhà. Rồi giờ để mình nếm thử nha các bạn. Nó không quá ngọt. Nó ngót ngót, nó có cái hậu đắng của trà nha. Giờ mình thử viên trân châu nè. Không biết cái này phải trân châu coi nè mọi người. Nó như con voi vậy á. Đây. Này, trân châu này cũng bự trà lá luôn. Nó chưa chín mọi người. Viên trân châu nó chưa chín mà không biết phải viên trân châu. Giống bự trà lắm. Giống cục đá hả? Ở trong nó chưa có chín. Kiểu mình sắp cái cục bự quá. Chưa bao giờ mà mình làm trân châu thành công cả. Lúc trước là mình không có khái niệm luôn nha mọi người. Mình bỏ bột mì tinh vô rồi phải không? Cái mình chế nước nóng, ai dè nó đặc lại luôn. Chế nước sôi vô á. Mình không biết là chế nước sôi vô bột mì tinh thì nó đặc lại luôn á. Từ từ mình nấu riết mình mới biết. Mọi người biết sao? Không biết sao mà mình nắng bột nó cứ rã ra. Cái mình chế nước vô, cái nó chảy ra. Nó chảy nước ra, cái mình bỏ bột vô. Cái nó dạng như bị khô, mình bóp cái nó rã ra. Cái mình chế nước vô nữa, cứ làm vậy hoài hết bịt bột luôn. Bình thường thì mình không có thích uống trà sữa. Một năm nhiều khi mình không có uống luôn. Mà nếu mà có uống là toàn người ta cho thôi à, chứ mình không có mua uống. Dạng như mình không có thích ngọt, cho nên mình không có thích uống trà sữa cho lắm. Trà sữa người ta làm cực ngọt luôn nha. Uống xong cảm thấy khó chịu lắm, cho nên mình không uống. Wow, ê. Không cấm mọi người. Trân châu nó chưa chín. Hồi đó thì có nấu trà sữa mà trong cái xét đó mọi người. Mình cũng có mua nữa. Mình quay quảng cáo cái người ta tặng. Cái set người ta làm sẵn trong set, mình cũng làm trật lót à. Để coi khúc đó là làm trật cái khúc bỏ trân châu vô thì phải. Không có ướp đường, qua ướp đường. Bỏ vô nước rồi mới bỏ đường vô. Con điên. Trong khi đó người ta có hướng dẫn trong miếng giấy của mọi người mà mình đọc mình không hiểu hay sao.
mình không có khái niệm nấu ăn. Bây giờ mình múc trà sữa đi bán nha các bạn. Nói chơi á, chứ tưởng tượng mình mà đem bán, người ta uống sao người ta chửi vô đầu á. Bây giờ mình sẽ múc trà sữa đi cho hết sớm luôn nha. Thử thách múc trà sữa đi cho hết sớm. Cái này mình cho cu tèo trước nha mọi người. Mình sẽ múc mình cho cu tèo trước nha. Hồi nãy giờ mình đi khắp sớm đặng mình gom ly. Mình gom ly về mình múc mình cho, chứ nhà mình đâu có ly đâu mọi người. Đây, đây mình múc mình cho cu tèo nha. Rồi, bỏ miếng trân châu vô. Sợ không đủ, tại vì có một miếng sữa thôi mọi người. Mình cho hết sớm. Đây, miếng thôi chứ sợ không đủ. Giờ mình đem cho cu tèo trước nha các bạn. Nó gần nhà mình hơn ấy. Qua lộ là tới nhà nó à. Đây, đây là ly trà sữa. Nó nhỏ nhỏ thôi nha. Tèo, này cô Tèo, đây uống thử cho cảm nhận cô Tèo. Được. Cái này thì trà nó không có gõ gì mà, nhưng mà sữa thì nó gõ hơn. Mà ngon không? Ngon. Cái này mà thêm miếng đường là được. Cái này chưa ngọt lắm hả? À, ăn thử trân châu đi. Ăn thử trân châu cho cảm nhận Tèo ơi. Trân châu Tèo. Trân châu nha. Thấy giống có viên trân châu không? Trân châu gì đâu. Ở trong hình như chưa chín rồi nè. Chưa chín hả chà? Nó hẩm, nó đẹp không? Viên trân châu á. Nhưng nó cứng. Cứng à, nó chưa chín á. Nó ngọt ngọt. Nó ngọt. Ướp đường á. Mà tổng thể thì nó ngon không? Được. Được. Mà trân châu có điều chưa chín với như con trâu đúng không? Ok các bạn, bây giờ mình với cô Tèo sẽ múc đi cho vòng vòng trong sớm với các bạn. Để múc đá xuống nhà Tèo xíu nha. Múc vừa phải độ chừng cho Tèo, sao không đủ á. Ủa bỏ nhiều sữa mà gì mà thơm vậy? Bỏ nhiều sữa hay lắm gì một bịch sữa tươi luôn. Nguyên bịch luôn. Ăn đây, một ly. Sợ cho nhiều quá nó không đủ thôi, chứ không phải mình kiết cho các bạn. Trân châu nó ngon lắm. Trân châu. Đây, ăn rất là bánh cầm đi, muốn các bạn bỏ vô. Mình tính cho người này nhưng mà người này đi làm không có nhà. Bỏ đá vô hồi nó tan uống ngon. Để mình cho sữa không. Trân châu vô. Đây, cho vô nè. Đây. Em bán cũng ngon đúng không cô Tèo? Này bán là 5.000 một ly á. Ừ. Cho bán đắt ai mua. Bởi vì nó cũng không ngon hung đúng không? Đúng rồi. Nó vừa vừa. Nhưng mà ở ngoài tiệm người ta nấu ngọt lắm cô Tèo ơi. Uống nhiều khi mình sợ mình tiểu đường lắm. Nhưng mà ở ngoài tiệm mình nấu nó sẽ bé bé. Ừ, bỏ đá đi các bạn. Vô mặt nó mất. Đây là hành trình. Quẹo vô cái nhà có cái xài rút cô Tèo ơi. Nặng thật các bạn ơi. Sao tới nè, cho trà sữa nè, cho cái ca của Tèo. Rồi, đưa bán ca. Mình không tính quay clip Hải Diều, mình không kiếm được chỗ không? Không có chỗ Hải Diều. Hải Diều ở dưới bến phà là nó có dây điện. Nên không có thả diều được mọi người ơi. Nếu không là mình thả diều các bạn coi. Đây mọi người ơi, trà sữa mọi người ơi. Trà sữa. Cho cảm nhận. Cho cảm nhận. Cảm nhận. Thiện rồi, cho nó. Thiện mặc đồ đi Thiện. Đây mọi người ơi, ở xóm này là không có ai chịu quay phim nha. Đó. Đây giờ mình bưng cho tiếp. Không ai chịu quay phim mọi người. Bưng cho thôi, ai chịu quay thì quay, không quay khó. Ừ, chứ biết sao giờ không lẽ đè cổ ta.
Đây, mình cho nhà này nữa nha các bạn. Wow, chó sủa các bạn ơi, không có ai nhà hết. Ở đây nha. Đây, cho mọi người. Uống à, nêu cảm nhận. Đâu? Rồi, ăn thử trân châu đi. Đâu? Hồi nãy Tèo không có bỏ trân châu Tèo. Có hả? Tèo có thấy đâu nào? Ủa? Đâu? Ủa? Vậy là bỏ sót trân châu mọi người ơi. Ủa? Nãy bỏ cái gà mà ta. Vậy là... Đây. Đâu? Đó, ông thử đi. Đó, trân châu á. Ăn thử. Đúng rồi. Trân châu làm từ bột mì tinh. Ngon mọi người. Tím lại là ngon không? Ngon ha. Trân châu ngon không chết. Đẹp mà. Đó. Rồi. Đi cô Tèo ơi. Bây giờ mình cho cái nhạc cuối cùng nha các bạn. Hai vợ chồng ngưỡng ly. Còn hai ly. Mình từ cứ quay mặt người ta cho uống càng ngon anh ba. Cái có trân châu dưới cái trân châu dưới đít nè, hết thử không quay cho nó y như là con kiến gì vậy. Thôi chạy ông uống. Uống thử thầy sữa chị ba. Nhiều cảm nhận. Đầu tiên uống trà sữa trước đi rồi tới trân châu sao? Vị ngọt vậy ba? Ngọt béo. Thơm mùi sữa bỏ sữa tươi. À, được rồi. Ha. Ừ. Rồi hở hở trân châu. Cứ à. Dở thì chơi dở à. Cái này là cái gì chứ không phải trân châu. Ừ. Để không biết mà trộn bột mì tinh sao nắng nó rã ra. Không biết làm sao hết. Rồi cái bỏ trân châu đâu không nói. Dai giòn ngon. Vậy mà cô Tèo chơi chua chín hả cô Tèo? Đúng rồi, chín mà. Chín mềm mà. Ngon ha chị ạ. À? Nhưng mà nó không có thẩm mỹ. Hạt trân châu nó không ra hạt trân châu. Phải làm nhỏ một chút nữa là gà viên nó không có. Quay tôi nè ông nội. Đây giờ mình về với các bạn. Mình cho hết rồi, bây giờ mình về. Wow, cái gì đây mọi người? Ủa, ông nồi dẻ má ơi. Bạn ơi, ủa ông nồi dẻ bự chả luôn nha. Cái này bắt nấu cháo hơi bị hết sảy á. Nó mà chích mình là chết nha mọi người. Nó trên cây mận á. Ai mà dám thấy mận ăn, nãy tính lên đây thấy mận á mọi người. Wow, nó bay kìa. Các bạn thấy không? Thôi chạy mọi người ơi. Chạy mọi người ơi, chứ thôi hồi nó chích chết. Thôi mọi người ơi, giờ chiều tối rồi, bye bye mọi người nha. Rồi, mọi người bye bye mọi người ơi. Rồi mọi người uống cá ha. Mọi người uống nha mọi người. Rồi bye bye nha. Hẹn gặp lại mọi người video sau, bye bye. Tuấn, đây con chó của mình nè mọi người. Tuấn ơi. Hello Tuấn. Nè, hỏi không? Vô.